Vâng, bây giờ thì tôi sẽ thực hiện lại những cái động tác sút cứa bằng mu bàn chân và sút bằng mu bàn chân nhưng mà bóng đi thẳng. Đây là động tác mà rất nhiều bạn quan tâm và muốn hỏi. Và động tác sút mu bàn chân bằng mu bàn chân, sút cứa bằng mu bàn chân, nó khác với sút bóng đặt lòng. Vâng, sút cứa bằng mu bàn chân bóng rất lực, bóng mạnh hơn. Và nó, nếu như chúng ta tính toán chính xác thì chúng ta sút PMT rất là mạnh và chuẩn xác. Vâng. Và động tác thứ hai là sút mu bằng sút mu nhưng mà bóng đi thẳng. Thì thường áp dụng là tôi hay áp dụng là phía tay phải của thủ môn. Có nghĩa là khi tôi sút thì bóng nó sang phía tay trái của tôi. Và động tác này thường là đứng nghiêng không đứng thẳng. Sau đây thì tôi sẽ thực hiện cú sút bằng sút cứa bằng mu bàn chân. Vâng. Bóng bay sang phía tay trái của thủ môn, có nghĩa là tay phải của tôi. Vâng. Tôi sẽ đứng nghiêng và tôi sẽ thực hiện cho các bạn sút cứa bằng mu bàn chân. Vâng, ta sẽ đứng nghiêng như này ạ. Ta đứng nghiêng, không đứng thẳng. Ta đứng nghiêng ạ. Khi sút ấy thì chúng ta đừng để lộ bài. Nghĩa là đừng để thủ môn người ta bắt bài được mình là mình sút sang hướng nào, như thế sẽ tốt hơn. Còn nếu như chúng ta để lộ bài cũng được, nhưng chúng ta phải thực hiện kỹ thuật sút thật chính xác, thật mạnh vào đúng cái góc, vào đúng cái góc mà mình cần sút. Ví dụ như tôi chọn cột dọc phía bên kia chẳng hạn, thì tôi phải sút vào gôn nhưng mà phải cách cột dọc ít thôi để thủ môn không thể đoán được. Vâng, đây là động tác sút cứa mạnh bằng mu bàn chân và bóng xoáy thì thủ môn sẽ khó bắt. Vâng, tôi sẽ thực hiện lại. Vâng, nó sút mu bàn chân ạ. Vâng, thì tôi sẽ chỉ bạn, đây là cái phần mà chúng ta bóng sẽ chạm vào. Đây là phần mu bàn chân ạ. Và khi chúng ta đứng chéo, chúng ta để chân như này và chúng ta sút vào cái điểm này để cứa bóng xoáy sang bên kia. Vâng, và với cái điểm này đừng sang bên này mà ở phía này để bóng xoáy. Tôi sẽ vào sút bằng mu bàn chân nhá. Sút bằng mu bàn chân, vâng. Các bạn chú ý cứa nhá. Nếu mà các bạn cứa không khéo ấy thì bóng nó sẽ bay chéo qua cột dọc phía bên kia. Chúng ta phải tính toán làm sao để nó xoáy vào đúng góc kia, chứ đừng để nó xoáy lực mình mạnh quá nó lại bay chéo ra và chúng ta sẽ không chính xác. Ở khoảng cách 11m tưởng là dễ ăn lắm ạ, nhưng mà rất khó. Chúng ta phải tính cả lực sút, góc sút và điểm sút. Vâng, ba cái điều rất quan trọng: lực sút của chân, góc sút và cái điểm sút mình chọn ở đâu. Không sút vào tâm bóng, không sút vào phía đây, chúng ta cứa ở dịch chuyển từ phía bên này sang tâm bóng và chúng ta dùng lực của chân mình làm sao cho khéo. Nếu lực chúng ta mà mạnh quá mà chúng ta có thể là cái điểm chạm nó không hợp lý thì bóng sẽ bay không chính xác. Các bạn lưu ý như thế nhá. Các bạn lưu ý như thế nhá. Đây là tôi đang hướng dẫn lại cái cách sút bằng mu bàn chân đứng nghiêng và sút về phía bên phải khung thành. Về phía bên phải khung thành có nghĩa là tay phải của tôi.
Vâng, nếu mà chúng ta tính toán khéo thì chúng ta sẽ sút được vào góc chết, góc chữ A, hoặc là sút phía dưới cách cột dọc có một tí thì là thủ môn sẽ không bao giờ bắt được. Và không nên sút về khoảng 1 mét, nghĩa là không nên sút cột dọc đây, mà chúng ta sút lùi về phía, lùi vào trong cột dọc khoảng 1 mét đến 1,5 mét là thủ môn, tầm 2 mét là, hoặc 1,8 m, 1,9 m là người ta nhanh, người ta dễ bắt được. Chúng ta phải sút cực kỳ chính xác. Vâng, cái này trông thế thôi nhưng rất là khó đấy các bạn, rất là nguy hiểm khi mà thực hiện cú sút này. Nhưng chúng ta phải áp dụng kỹ thuật thật nhuần nhuyễn thì chúng ta không ngại cái gì cả. Tưởng chừng như rất đơn giản các bạn, tưởng chừng như tôi sút đơn giản thôi, nhưng cũng có rất nhiều quả trượt các bạn. Tính toán cái điểm sút và góc sút sai thôi là chúng ta cũng có thể. Đấy, như quả vừa rồi ạ, bóng bay rất là chệch khung thành. Chúng ta cái điểm sút của mình rất lưu ý điểm sút và lực sút. Và tôi sẽ thực hiện lại một cú sút cứa bóng bằng mu bàn chân nhá. Và lực mạnh nhá. Thì sau đó tôi sẽ chuyển sang sút về phía bên phía tay trái của tôi, có nghĩa là bên tay phải của thủ môn, và tôi sẽ thực hiện là cái sút sút thẳng bằng mu bàn chân. Vâng, tính toán sai là 2 quả trượt rồi ạ. Nó 1 quả. Và vừa rồi là góc chết luôn đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sút vào phía bên tay phải của thủ môn, nghĩa là bên tay trái thôi. Và cú sút này thì bóng sẽ đi thẳng. Vâng, bóng sẽ đi thẳng, nó không xoáy, không phải cứa lòng, nó sẽ đi thẳng. Chúng ta vẫn đặt chân như này ạ. Chúng ta vẫn đặt chân như này, nhưng cái góc sút ở phía này vì chúng ta hút chéo mà. Chúng ta vẫn đứng nghiêng nhá. Nếu chúng ta chỉ cần chủ quan, vâng, nếu chúng ta chỉ cần chủ quan và không chú ý điểm sút, chúng ta cứ tập trung nhìn thủ môn, tập trung nhìn cột dọc, tập trung nhìn vào cái điểm mà chúng ta sút trước ấy, thì rõ ràng là lúc đấy mình tập trung vào khung thành chứ mình không tập trung vào cái điểm sút, thì lúc đó là rất dễ là mình sút sai điểm. Và khi mình đã nhìn khung thành rồi ạ, thì mình lại phải tập trung chú ý đến cái chân. Và lúc đó chỉ còn cái sự ước lượng của
của mắt và của nghĩa là cái cách xử lý của mình thôi ạ. Vì chúng ta không thể nhìn được 3 điểm, chúng ta không thể nhìn thủ môn, chúng ta không thể nhìn cột dọc và chúng ta không thể nhìn cái điểm sút cùng một lúc. Nghĩa là chúng ta chỉ nhìn thủ môn và cột dọc khung thành trước đã. Sau đó khi thực hành sút, chúng ta phải nhìn vào cái điểm mình sút, và lúc đó khung thành kia là chúng ta chỉ ước lượng thôi. Vâng, chúng ta không thể có mắt để nhìn 3 điểm như thế được ạ. Không ai tài được như thế ạ. Vâng. Nên tôi đặc biệt muốn các bạn lưu tâm đến cái điểm sút sau khi mà chúng ta đã nhìn khung thành xong. Chúng ta lưu ý điểm sút và cách sút của chúng ta. Ở góc quay này thì có lẽ là cái đường bóng các bạn nhìn nó sẽ không đẹp như cái góc quay ở bên phía bên này, bởi vì nó bị che khuất bởi người tôi rồi ạ. Vâng, nên là các bạn nhìn có vẻ nó cũng không được chính xác lắm. Vâng, tôi vẫn đứng nghiêng nhá. Tôi vẫn đứng nghiêng nhưng tôi vẫn sút được về phía bên phía tay phải của thủ môn. Vâng. Đó là cái động tác mà mình cái động tác vặn người cũng như là cái cách sút của tôi. Vâng. Vâng, tôi sẽ đặt máy quay xa ra một chút ạ. Cho bạn dễ hình dung là cái cách của tôi đứng ạ. Vâng. Các bạn lưu ý rằng là chỉ cần một giây chúng ta không lưu ý và chú ý vào cái điểm sút của chúng ta thì bóng rất dễ đi chệch và sút nó có thể bị xoáy, không đúng tâm, không đi thẳng và không theo ý muốn mình. Vâng, nó rất nhiều tình huống xảy ra.
Vâng, 100% những cái cú sút trượt, sút chạch hoặc sút không theo ý muốn của mình là mình đã không tập trung. Vâng, không tập trung vào điểm sút, không tập trung vào cái lực sút, và có lẽ là chưa quan sát kỹ, vội vàng. Và vẫn rất nhiều tình huống có thể xảy ra ở trên sân, hoặc đơn giản là tâm lý. Vâng, lo sợ người khác bắt được. Và cái này thì chúng ta phải học rất là nhiều. Nó không thể là chỉ qua một bài tập thì chúng ta có thể là sút giỏi. Vâng, tôi cũng phải tập luyện rất là nhiều. Và đến cả ngay bây giờ vẫn có những quả sút trượt. Tâm lý là cái chuyện rất bình thường, nhưng chúng ta cần tự tin. Vâng, cần tự tin và áp dụng kỹ thuật thật vững thì chúng ta sẽ luôn thành công. Mà chúng ta sút thì chúng ta có thể sút dưới bóng một chút được, để chúng ta có thể sút vào góc chết. Vâng, hoặc là bổng một tí vào góc chết thì nó cũng hay. Vâng, quả sút vừa rồi là thực sự tôi không tập trung. Vâng, nó đi theo quỹ đạo. Thứ nhất là bóng bay vọt xà, thứ hai bóng vào gần giữa tâm thủ môn sẽ bắt được. Vâng, rất là khó, và các bạn phải lưu ý cái chân sút của mình nhá, đúng điểm sút, góc sút. Vâng, tôi xin lưu ý lại nhé,
là khi sút, khi đã nhìn thủ môn và nhìn khung thành rồi ấy, thì chúng ta phải thực sự lưu tâm đến quả bóng này, lưu tâm đến điểm sút, cái chân sút của mình, đặc biệt lưu tâm. Chúng ta đừng có nhìn thủ môn nhiều quá, hãy nhìn thủ môn ít thôi, khung thành ít thôi. Sau đó chúng ta phải thực hiện đúng động tác là nhìn vào bóng và thực hiện đúng kỹ thuật của mình thì chúng ta sẽ thành công. Vâng, bây giờ tôi sẽ thực hiện đảo hai cú sút bên trái và bên phải. Vâng.